Thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu Cần năm 2018 đều là thí sinh hòa bình. Các thí sinh này có mức điểm nâng từ 14 đến 18 điểm. Thí sinh thủ khoa này đã không làm thủ tục nhập học, còn thí sinh á khoa đã nhập học sẽ bị xử lý xóa tên trong danh sách trúng tuyển theo quy định. Theo trường sĩ quan lục quân 1, trong lần chấm đầu tiên, một thí sinh hòa bình đạt 28,2 điểm. Đây là thí sinh tự do, chỉ thi 3 môn tổ hợp khối A để xét tuyển đại học. Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là toán 1, lý không, hóa không. Như vậy, em này được nâng lên tới 26,5 điểm. Thí sinh này trở thành thủ khoa của trường sĩ quan lục quân 1 vào năm 2018, ngành chỉ huy tham mưu của trường. Tuy nhiên, đến nay đã xin thôi học tại trường. Với tổng điểm 27,75 điểm, một thí sinh khác quê Hòa Bình không chỉ trở thành thủ khoa ngành sư phạm ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018. Thí sinh này nằm trong danh sách gian lận điểm thi, mức điểm được nâng lên tới 14,85 điểm. Thí sinh này đã xin rút hồ sơ và thôi học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngay sau khi gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị bại lộ. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho biết, danh sách thí sinh gian lận điểm thi năm 2018, tỉnh Sơn La cũng có một thí sinh đang theo học tại trường thuộc khoa ngữ văn. Theo kết quả chấm thẩm định lại của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thực của thí sinh này vẫn đủ điều kiện trúng tuyển vào trường, nên em vẫn theo học bình thường. Trường Đại học Điện lực Hà Nội cũng cho biết trường đã làm quyết định xóa tên trúng tuyển của một thí sinh đến từ Hòa Bình vì có trong danh sách sửa điểm thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về. Thí sinh này điểm không cao, chỉ đủ trúng tuyển vào trường. Ngay sau khi thông tin ra lận điểm thi ở Hòa Bình bị phanh phui, thí sinh này đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả thi với lý do để đi bộ đội.